Mình nhận xin anh yêu em rất là đúng, có đường thịt nhận thấy những cái điều không bình thường là phải chú kia lúc còn phải chặn thì nhận thấy những cái điều không bình thường là phải nhưng mà tôi triển khai bước hai ngay mà... nhưng mà tôi lại cải hành tên nữ được, lần lập nên nữ mà cổ thế, thế là mình bị đánh lừa. Mình bị đánh lừa. Ở 4 chỗ nhìn nhau. Cái bài ở Facebook cùng hôm qua Tuấn có xem chưa? Sao chưa? Ừ. Tí để xem. Mình bảo là gì? Tôi buồn cười. Bốn tốt nhìn nhau đây này đi. Đấm mã này đi. Vừa không? Đấm mã lên bữa xe. Mình bị đánh lừa, mình nhận trường là gái, à, gọi gái hóa ra gọi Tuấn. Thế không ăn mất, máu ăn lên được. Ý là đổi, ý là đổi quân. Đâu, ý là đâu. Kia đánh xa, tôi kệ họ đi ăn cái kia đi nhé, ăn cái này kệ họ đánh một kia hả? Này tốt nó đuổi mã này. Nên được. Này tốt đuổi mã đây. Bỏ tốt kìa. Bỏ tốt thằng thông. Phải ăn tốt rồi. Tốt rồi, con để đàn tốt đây nó nguy hiểm cực kỳ. Không còn ăn tốt. Đơn bắt mẹ tốt đi. Đơn bắt mẹ nó về là xong chuyện. Đừng nói thế, nó bậy. Đang quay. Đúng rồi. Bắt đi. Đừng nói bậy anh bảo anh. Ông không nói bậy nhưng mà bắt đi. Đến đây rồi để không bắt đi. Đi mình. Tôi đấy nó gây tai họa đấy, không phải quân tốt không vừa đâu, bắt được mã này thì chưa bắt được đâu, à, cứ bắt đi xong rồi lại đánh như này, bắt này là chú kia, chú kia đi, ông phật tướng rồi, thế thì này, cứ đi, bắt nốt thằng này đi, nãy không bắt thì cứ cứ ăn con mã kia đi, gọi chiếu thì mình lên sĩ là xong, mà chưa làm gì được. Mã nè,
Lăn đây, người ta lăn sang đây, chị ăn mẹ đi. Kệ nó còn một xem một pháo đóng là được, ăn đi. Cái gì ăn? Đổ theo ăn đi, một xem một pháo ai đóng, bốn năm nữa mới đóng. Xem mã mã cũng mất mã thôi nhỉ. Cũng mất mã, cuối cùng cũng mất mã. Thôi tương thì... Phải vào. Hay là về mã đỡ mất. Cũng mất. Nguy hiểm. Cũng nguy hiểm đấy. Nguy hiểm. Mà nãy không cứ lần tốt này đi, giờ lần tốt này nó mới là... Giờ chạy xe lên bắt tốt kia thôi. Chứ không để xe đây là mất. Đò vẫn tốt, đò nó mới là cái thằng kinh này. Nó lại thua trong, nó lại ở cái thằng tốt của nó. Ờ, mất tốt rồi. Là bay mã. Bay mã đi thôi. Lại bay lên. Bay lên đi, tầm này. Không. Chiếu đây mất. Chưa tướng đâu. Ờ, chạy trướng đi. Ờ, đúng rồi. Đúng rồi, chạy đi. Một pháo, một xe. Cố ai mà chưa hết được. Không thể. Để lại ai gọi. Một pháo, một xe thì làm sao. Mai mới hết. Có trong thì thua, thua đừng tốt đi. Rồi nhưng mà nếu mà có trong thì thua. Rồi là tốt thì được cũng... Đang đi đánh cờ. Cờ không giải ôi. Nãy mò ra đấy không đi về à? Đang đánh cờ đi về. Điên à? Không ra đây. Sửa văn bản cho ông thì giờ ông đi ông mò đánh đánh cờ. Chiếu đây không sao. Có đánh tiền rồi mà luôn. Thế nhá. Không đánh tiền. Vòng sang kia là xong rồi. Hay là giữ mặt. Vào đầu chiếu. Giữ mặt đi. Đâu, mã kia vòng sang nách bên kia là không đỡ được. Đúng rồi. À, không có quân gì kiểm soát. Người đã để chống cái nước của người ta đã. Không. Vào đây chiếu. Chứ thì có một nhát. Không làm gì, đúng rồi. Thì họ lại vào. Họ lại vào. Mình vào trước giữa thì. Đây chiếu được. Nó chặn đường rồi. Đập. Đấm trước song song. Không. Đấm thì lợi cho họ. Không thì mã đau chân nhau. Đau chân thì thôi. Đau chân nhau đỡ bị bắt thằng nào. Lên, cái mã đi lên chặn con sen này lại có được không? Chặn thì... Chặn được. Cũng... Mã lên đây nhé. Xe không dám ăn. Xe không dám ăn mà lại được chiếu đấy. Ừ, lại được chiếu đấy. Mà họ mà kéo về cán thì xe này ăn xuống. Nhớ anh bảo nhé. Ừ, đúng rồi. Đều có bao quân này. Có cơ hội tấn công thì về đấy không giải quyết được cái gì. Về đấy bắt tượng nó lại lên tượng. Này. Đấy tức là ngăn không cho con xe. Sao mấy kia. Cái này đi. Nói chung là cũng hỏng. Không sao được. Chị đừng sợ. Chưa trên đây. Chưa được cái bắt lại. Chạy về bắt lại cũng chưa được cái gì. Bắt lại. Chưa phải bắt lại. Quan trọng nhất là người ta cản những quân của mình. Chưa phải bắt lại. Đừng đến. Mất mã ngay. Lên nó ăn. Vào đây. Ăn lên mẹ ngay không được đâu. Ăn lên.
Đấy, không khử cái thằng Tốt đi, giờ thằng Tốt nó mới... À đúng rồi. Chiếu đi nè. À đuổi xe đấy, à, không có pháo mà. À, ôi trời ơi, nó không ngoài nhầm. Vừa chiếu tướng tôi, chứ đúng rồi, họ thượng vừa mình chiếu tướng nó lên rồi. Đánh ngáo. Đâu cậy. Cậy thì đâu, nó sợ đâu. Chiếu. Chứ... vừa chiếu đâm nọ trồi đâm đấy quá đúng rồi đấy. Đang nhá, mình tính là cái nước này là thật cái kia rồi không ăn được đấy. Quyền cứ tưởng pháo đấu xe đi có được không, mình chiếu đâm nọ trồi nghe lộn nước đấy để không chiếu trồi đâm nọ nữa nước tính bảo là nước là lộn từ lâu rồi cơ, đấu xe bắt tốt không bắt được tốt, không bắt được tốt, bắt tốt kia xong đầu chiếu pháo kia đấu đấu đấy không đấu được. Đấu thì được thôi, đấu là lợi. Không đấu được chứ. Làm sao bắt cái mã này. Mã bỏ mã đi. Bỏ mã ăn bên đây đỡ rồi được. Đúng rồi. Đi khỏe hết sĩ tịnh rồi đỡ rồi được. Cho pha về không thể đỡ được. Bên đây sĩ tịnh mã với xe đấy thoải mái. Để hơn hai cái tốt. À hơn một cái tốt thôi. Và chẳng cái tốt biên đi. Đấy không khử cái chốt đi giờ nó tai họa ở cái chốt đấy. Nhưng mà tao đây không 99 đuôi 99 nhưng mà lại cài tên nữ Phương Anh để không cài tên nữ, tên nữ chứ không tên nam để lừa ta. Ông có đọc được Phương Anh không? Tiếng Việt Nam mà mang tên thì là tên của nữ. Mà đúng cái người mình thích. Mình chỉ gọi theo nó là trai tuấn. Đấm thì tốt để đi, cho ăn đi. Thế là nó... Cho ăn đi thì còn má mình còn thoát lừa mình. Đó. Thế là lừa mình đúng không? Cái tay này thì khéo lừa. Quả để cho nó thêm tốt để chưa đến bắt xe, ui đợi chưa bắt được xe, chưa bắt được xe, bắt sang xe được như để thoát ăn để chạy tốt, ăn tốt đừng chạy ăn tốt luôn mã đánh lên tốt, đánh tốt thì phần này ăn lên thì mất cẩy không cây mã này ăn lên thì mã ăn xe đúng rồi. Đấy, thế cũng được. Lại đừng chạy. Ăn xe à? Thì ăn mà. Ăn nước cái chỗ này. Không. Đây đi. Ăn thì cũng được ấy. Ăn đi, để làm gì? Thử. Ôi, chưa vỗ kìa. Chưa vỗ sang đâu. Vỗ chả sợ. Chưa sang đâu luôn. Đúng rồi, chiếu bắt buộc phải đấu, không đấu là mất mạng. Thế là tự nhiên là bắt được hai con trốt là nó giảm ý. Lại đào chân. Mạng thoát ra đằng kia được không? Không, đúng đào chân. Con chờ lúc này. Nếu mà chiếu là đấu luôn. Nước đổi vã thì mình chạy ra. Cũng chả có gì cả. Kiểu da đen. Nhưng mà âm ơi là thua cái con chốt đen đấy nhá. Nó cứ dồn sang. Một lúc sau là nguy hiểm đấy.
tính cho đánh tổng lực bây giờ mắt đô sĩ, một mã đổi đô sĩ từ bay mã này sang kia có được không? Đấy, cho đánh tổng lực bây giờ. Em mới là thua hai con trốn một con xe đấy. Ông về nói chuyện đùa với nó đấy. Nếu mà để bên kia chóc là bên này đem. Nó chắc chưa có gì. Cả đánh còn đâu. Hai trốn một xe nó kinh lắm. Nếu mà sang được thì... cứ một bên chóc là một bên ném, nó quy luật đấy. Bên lờ thì chóc, bên cờ thì ném. Lên một cờ đỏ đi nhỉ? Một nước tốt, hai nước tốt. Sau hai nước tốt là kinh em đấy. Đỏ đi. Bên đỏ đi. Bên em đi à? Đúng, bên đỏ đi. Đen lên tốt một. À, được. Bên cờ thì chóc, bên lờ thì lép đấy. Đúng rồi, thua ở quân tốt. Thua ở quân tốt đấy. Gại đối đi. Bắt buộc phải đấu, không đấu là mất tốt. Không đấu là mất tốt. Là bị đuổi phớ. Cú bắt tốt. Giờ thì phải bắt tốt thì cũng... đôi mã khỏe hơn phải không? Bắt cái tốt này. Này, cua thắng ở cái tốt đi. Quyết định đi. Cứ ăn sang đây, họ không ăn được tốt. Cua thắng ở cái tốt. À. Thằng Thông đi. Nó mưu đồ thì kệ nữa. Mình cứ thằng Thông đi. Thu vào thằng ở kỳ tốt đi thôi đấy. À, ai lại bỏ một xe lấy hai mã đồ của chú. Xuống. Đi tiếp. Giờ về lừa, lừa bắt được quân. Bắt được quân tốt nữa đi. Vào. Lên xuống, vào. Về trước đi hơn đây nè. Xe đấy. Vừa đâu xe. Bắt buộc phải giữ, không cho tốt xuống, tốt xuống. Thiếu. Xuống, lên xuống, lên xuống, lên xuống. Tốt chưa vào được. Hiện tại là tốt chưa vào được. Nó rúi một nước tốt nữa xong nó mới chú. Nó kết hợp xe tốt. Nhanh, được, nhanh thua. Được thua cũng làm thế rồi. Một được hai thua. Đấu mẹ xe. À, nó vào nó chiếu lấy cờ đi nhá. Mã khi ăn luôn. Mã ăn sĩ luôn. Mã ăn sĩ, mất mã. Mất tướng chứ nó chứ vỗ mặt đây này. Không mấy thì mất mã, không hết thì mất mã. Đây, nó vỗ mặt đây phát là xong rồi. Ăn được sao được, phải giữ mặt đi. Đâu có nghĩ đến chuyện ăn nữa. Đưa mặt đi con đi. Chứ vỗ phát là xong phim. Đưa mặt này. Nó chứa đây xong ngay rồi còn đâu. Không rồi. Chả xong. Chứa xe đây không xong. Vào sao được trước. Mình vào mặt rồi thì nó xong được. Cứ vào đi để họ bắt buộc phải vào rồi. Tính cái nước tiếp theo.
không đấy, chưa vỗ đi cái nước đấy bắt buộc là mình phải vào rồi, chú không hiểu à? Đi vào nhanh đi, còn vào đi để cho họ đánh. Tính như nước này đã chiếu đây này, nên xuống xuống này. Lên xuống tại đây. 4 năm nữa mới chiếu được. Tốt rồi còn vướng thị. Ăn luôn vào thợ đi. Còn về tính toán thì nhiều. Ăn luôn. Ừ đúng rồi. Thế ăn để làm gì? Đúng rồi. Nước này anh, không ăn đi. Anh phải đi lại. Thôi cứ ăn đi. Không cần phải đi lại, cứ chén này. Đâu đuổi xe không? Đuổi xe mà. Đuổi xe. Đuổi xe đi. Thì tướng ăn mang đến. Xuống. Đánh thế, bên đây mới thua được chứ. Chứ không ra được. Nên thua được. Ra được. Thua chống ra được. Thế thì... Thua tốt trong cung. Kiểu gì cho tốt trong cung? Cung đi kệ anh. Vào đây. Em vào đây thì anh nhập nó sao được? Vào vẫn nhập cung bình thường. Vào thân vứt xe đi. Hả? Vứt xe thua, chống sao được. Bên đây, bên đó mất xe thua. Bên này đánh một xe thua. Mất được sao được. Anh còn đang phòng này, nước của vào anh. Vào đây giữ đèn đốt. Không. Không phải giữ, không phải chống. Ăn đây không ăn chứ. Ăn ở đây không ăn. Vào đấu xe đi. Vào kia để đấu xe. Đúng rồi, đấu mẹ. Đấu xe đi cho nó chạy chỗ không. Không đấu được. Đấu. Ừ, đâu. Không đấu được. Đấu họ chạy ra. Đấu để... Giờ người ta đấu, cả đi ăn đấu để thua. Mỗi cái xe người ta đã thấy cái pháo để người ta đánh thắng này. Tốt thì nhập, tốt cho lĩnh nhập cung. Đấu cho chạy chỗ khóc rồi người nó rút rồi đi. Đấu xong bắt mã. Cũng không sợ. Đâu đi. Nếu là tí xe để anh phá sĩ thì tốt đen nhập cung. Không làm gì được. Không phải. Thì vào xe luôn. Giờ đã bắt đầu buồn ngủ. Vào xe đó. Vào xe cũng không kịp. Vào xe thua. Vào xe thua, không chống được. Gọi chiếu xe trước thụt xong bắt đầu ấn tốt nhập cung, ấn tốt không được gì đỡ này. Thế thì là còn đấu xe đi, thế thì còn một xe và đôi mã đấu với nhau, một xe đôi mã một tốt thì không giữ được mặt được. Là Tuấn còn đôi mã và một tốt như em không đấu, cứ hai một bí thì lúc không có cái gì lúc gì bắt buộc phải đấu. Đấu đâu không phải vào đây hết cơ, chỉ vào đây này tí xe vào tốt. Thế vào đây làm sao mà hết được cơ? Vào đây họ lệch ra. Vào xe không tí xe vào tốt được. Khí sao được. Vào đây, lệch ra thì mình rút về đây để giữ mặt rồi còn được. Ai làm gì được? Vào đây em không bỏ tốt đâu. Ai bỏ tốt. Chỉ đánh thắng còn tốt thì bỏ tốt thì còn hòa. Đánh thế họ mới khó đỡ chứ. Nếu không đỡ được. Không thể đỡ được. Thế có sao mà em không đỡ được. Để không đấu đi giờ. Giờ này chưa đi xong rồi còn đâu. Đấu, giờ vào đấu mới được. Không đấu được. Giờ vào đây đâu, em chưa vỗ mặt. Lệch ra. Lệch chưa vỗ mặt tiếp. Thì lại lệch ra tiếp. Lệch cho rất tốt là lệch ra xong cắm xe xuống. Tốt là vào cung là không thể đỡ được. Ừ, về đi. Không được đâu. Nó chiếu vẫn mất xe ngay. Chả làm sao được. Chiếu thì rụt xe về đâu đúng không? Yeah. Nó chiếu vẫn nữa thì mình mất xe. Thì mình ăn được tốt thì nó còn một xe. Đấy, còn tầm đấy. Bắt cái mã này họ hết lực, không được phí nữa. Mình cũng bắt tốt. Chiếu hết cờ được đánh, nhưng mình tốt. Bắt buộc phải vào. Thưa ông trước. Bắt buộc phải vào. Khóa vào, không cho xe chạy.
À, nhưng mà lại ở cái chỗ trượng này không giữ được. Vào đường của trượng rồi. Chiếu đây. Nhớ thì chiếu. Cứ dù gì tôi đi một cung vịt rồi. Cái em này em bị dở cái nước của anh, cứ bị cuốn theo cái kiểu của anh. Cứ dọa. Không là không có mùa xuân đấy đâu. Cơ bản là cờ đáng là cờ dọa. Không phải đánh đúng nước không, đấy. Không, nhưng mà cũng hay không dọa đối thủ. Nhờ, nhờ nhiều khi là anh cậy cờ mạnh, anh cứ hù đối thủ. Nhiều thật sự là đầy lúc là đối thủ bị thua ăn vì là cái trời sợ quá hù. Sợ hù mới đúng. Không nhiều ván khóc cái trời nói nhiều ván khóc. Cứ cậy mạnh xong hù đối thủ ra đây sợ quá đi sai. Đó. Không phải, đúng là không. Còn là đúng như này thì không, bao nhiêu ván khóc rồi như kiểu hồ gầm. Ôi đàn thế thì vẫn gầm. Không, cái này thì đã... để cho nó chạy. Nhiều trận như thế rồi. Đây. Ồ, đang để yêu nhưng mà cứ gầm cho là con khóc, gấu mới voi chạy hết. Sợ quá chạy. Cho đứa làm, cho đứa làm cái clip thế. Đây. Thêm nước. Đây. Ồ, cho chú Bảo đánh với anh ấy đi. Ai đánh gì? Biết đâu lại đổ anh ấy. Biết đâu lại đổ anh. Biết đâu lại